Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại Kabul, thủ đô của Afghanistan, một chiếc trực thăng đã vội vã cất cánh khỏi nóc tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, đánh dấu cho sự thất bại hoàn toàn của người Mỹ sau 20 năm can thiệp vào vùng đất này. Hoa Kỳ chính thức điền tên mình vào danh sách những quốc gia gục ngã tại vùng đất của người Afghan. Ít nhất, họ không cảm thấy cô đơn khi biết mình không phải là người duy nhất thất bại ở đây. Nhiều người so sánh hình ảnh của người Mỹ rút chạy khỏi Kabul giống với cách mà họ đã rút khỏi Sài Gòn năm 1975. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ không đi so sánh về hai cuộc chiến, mà hãy cùng tìm hiểu về vùng đất đã khiến siêu cường số 1 thế giới phải gục ngã, dù đã làm đủ mọi cách có thể. Hãy cùng đến với Afghanistan, mồ chôn của các đế quốc. Mồ chôn đế quốc. Afghanistan, trong hàng ngàn năm tồn tại, đã là một tù nhân đáng thương của địa lý. Họ đã dính về một lời nguyền không thể nào thoát ra khỏi. Nằm giữa ngã tư đường là một phần quan trọng của con đường tơ lụa huyền thoại. Afghanistan tuy không phải là một quốc gia giàu có về dầu mỏ, nhưng lại có vị trí đắc địa về thương mại. Hãy nhìn lên trên bản đồ và bạn sẽ thấy được vị trí của họ bị kẹp giữa bốn nền văn minh lớn của thế giới cổ đại: Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập và Lưỡng Hà. Chưa kể phía trên là Nga. Con đường tơ lụa nối từ Trung Quốc đến Ba Tư phải đi qua Afghanistan. Người Ả Rập muốn sang Ấn Độ cũng phải đi qua Afghanistan. Sau này, Liên Xô muốn phân chia ảnh hưởng cũng chọn Afghanistan để đánh xuống. Chính vì cái nhẽ đó mà từ thời cổ đại đến trung đại, qua hiện đại, lịch sử của Afghanistan gắn liền với việc bị xâm lược và đô hộ bởi các dân tộc khác. Thời cổ đại là các đế chế như Ba Tư, Hy Lạp, đến thời trung đại là chịu sự xâm lăng của Mông Cổ. Sang đến thế kỷ 20, lần lượt Anh, Liên Xô và Mỹ đều đã đến chiếm lĩnh vùng đất này. Và bây giờ, có thông tin Trung Quốc muốn thay thế Mỹ để đặt chân đến chốn này. Tất cả cũng vì cái vị trí quá đẹp ấy. Afghanistan giống như một cái bùng binh ở ngã năm đường, nhưng như một ngọn cỏ len lên từ kẽ lá. Dù khắc nghiệt đến đâu, những con người nơi đây vẫn cố gắng để có thể tồn tại. Lịch sử đã cố gắng nguyền rủa và xóa sổ vùng đất này, nhưng tất cả đều đã thất bại. Vua Darius I đến từ Ba Tư đã đến và đã quay xe. Alexander đại đế huyền thoại của Hy Lạp cũng đã tới và cũng rời đi. Chỉ tới khi đế chế Umayyad đến từ Damascus xuất hiện ở đây thì mọi thứ đã thay đổi. Người Ả Rập tới nơi này, họ còn dành cho vùng đất này thêm một món quà, đấy chính là một tôn giáo. Hồi giáo đã trở thành quốc giáo ở Afghanistan từ năm 642. Khi đế chế Ả Rập suy yếu, đến lượt người Ba Tư đã lao vào lấy phần. Rồi thì người Thổ Nhĩ Kỳ ở cách đó không xa cũng nhanh chóng lao vào để dây máu ăn phần. Và tất cả đều phải quỳ rạp trước thứ sức mạnh kinh khủng nhất ở trong thế kỷ thứ 13, vó ngựa của quân Mông Cổ. Cứ tưởng người Afghanistan sẽ mắc kẹt mãi ở trong cái lời nguyền là kẻ bị đô hộ như vậy. Nhưng không, họ cũng đã có những phút giây huy hoàng, những thời kỳ vàng son của lịch sử. Và những trang sử vàng đấy đều được tạo ra bởi một nhà lãnh đạo vĩ đại. Sang thế kỷ thứ 18, một nhân vật quan trọng trong lịch sử lập quốc của Afghanistan được ra đời. Ông chính là Ahmad Khan, một thái tử người Pashtun. Ahmad Shah Durrani bắt tay xây dựng nền đế chế Durrani. Với 30 năm trị vì sáng suốt, ông rong ruổi vó ngựa xây dựng Afghanistan trở thành một đất nước hùng mạnh với lãnh thổ kéo dài đến biển Ả Rập. Ahmad được phong tước hiệu Baba, nghĩa là cha đẻ của dân tộc. Ông qua đời năm 1773. Ông đã tạo ra nền tảng cho quốc gia Afghanistan hiện đại. Nhưng khi ông mất đi, lời nguyền địa lý vẫn không buông tha cho nơi này, đẩy quốc gia này vào các cuộc chiến tiếp theo với những quốc gia hiện đại. Lần này là với đế quốc Anh. Người Anh, để bảo vệ con gà đẻ trứng vàng của mình là Ấn Độ, luôn lo ngại một mối đe dọa đến từ Nga rằng Sa Hoàng sẽ nắm lấy Afghanistan và tổ chức một cuộc xâm chiếm Ấn Độ. Người Anh hoàn toàn không muốn như thế và họ muốn Afghanistan phải nằm dưới sự ảnh hưởng của mình. Năm 1838, hơn 20.000 quân Anh, Ấn đã tổ chức một cuộc hành quân tiến vào Kabul. Người Anh đã giành chiến thắng nhưng người Afghanistan không đầu hàng. Họ tổ chức các cuộc phản công dưới sự lãnh đạo của tiểu vương Dost Mohammad Khan, người trước khi chết đã nói: "Tôi đã bị tấn công bởi lượng tài nguyên, tàu và kho vũ khí lớn của các ông. Nhưng điều tôi không thể hiểu là tại sao những người cai trị của một đế chế quá rộng lớn và hưng thịnh phải vượt qua sông Ấn để tước đoạt đất nước nghèo nàn và cằn cỗi của tôi." Bạn thấy chưa? Afghanistan đáng thương như vậy đấy. Ba cuộc chiến tranh với Afghanistan không mang lại cho người Anh một kết quả gì ngoài một sự yên tâm về địa lý. Nhưng những cường quốc như những đứa trẻ bất trị không bao giờ chịu học thuộc lịch sử trong giờ lên lớp. Liên Xô đã nối gót người Anh để rồi tiếp tục trượt dài trên con đường xa vào cái vũng lầy Afghanistan. Những người cộng sản mang theo thuyết vô thần đến với vùng đất Hồi giáo có lịch sử hàng ngàn năm tuổi. Chỉ nghe qua thôi đã thấy đây sẽ là một cuộc đối đầu không có hồi kết cho đến khi kẻ mất người còn.
Người Nga lẽ ra phải học tốt môn lịch sử trước khi nghĩ rằng những con chim sát Su-24 hay cá sấu bay Mi-24 có thể hủy diệt được ý chí của người dân Afghanistan. Tháng 4 năm 1978, một bước ngoặt mới xảy ra khi Đảng Dân Chủ Nhân dân Afghanistan theo đường lối Cộng sản giành được chính quyền. Tháng 3 năm 1979, một cuộc thánh chiến đã nổ ra ở Jihad tuyên bố chống lại chế độ vô thần ở Kabul. Quá dễ để đoán biết được cho sự thất bại hiển nhiên của Liên Xô. Sau khi Liên Xô thất bại và rút quân hoàn toàn vào năm 1989, dù bài học của đối thủ vẫn còn rõ mồn một ở đấy, nhưng những người Mỹ lại tiếp tục nối gót theo Liên Xô và Anh rơi vào cái mớ hỗn loạn này. Đáng lẽ họ phải học tốt môn lịch sử, đáng lẽ họ phải căng mắt ra mà nhìn vào kết cục của Liên Xô thì 20 năm sau, họ đã không phải bỏ chạy trong sự nhục nhã. 20 năm người Mỹ hiện diện ở Afghanistan, 2.100 tỷ đô la Mỹ đã bốc hơi, 14.500 sinh mạng đã nằm xuống. Để rồi, họ nhận lại được cái gì? Không gì khác ngoài sự thất bại. Những chiếc B-52, F-16 hay những tên lửa hành trình Tomahawk đều không thể đánh bại được Taliban, kẻ thù mà họ đã gián tiếp tạo ra. Người Afghanistan đã phải sống khổ như vậy đấy. Hết là nô lệ cho kẻ này, lại thành trâu ngựa cho nhà khác. Các đế chế cứ đến và đi như một cơn gió độc thổi vào nơi đây, nhưng người Afghan vẫn luôn đứng vững. Lý do vì họ có lịch sử, có tôn giáo. Đấy là hai thứ sức mạnh vô hình đã ghim vào trí não, tạo nên sự phản kháng và khiến bao nhiêu cường quốc đến và bất lực rời đi. Và rồi cho đến ngày hôm nay, nhiều thông tin cho thấy người Trung Quốc đang có những động thái nối gót người Mỹ, lao đầu vào cái chốn bình đao không hồi kết này. Chưa biết tương lai như thế nào, nhưng nếu như Trung Quốc nhảy vào, nói theo cách của bóng đá là nó sẽ là một trận đấu siêu kinh điển. Một bên là kẻ đồng hóa hàng đầu thế giới từng xóa sổ hàng loạt nền văn hóa, kể cả kẻ xâm lược mình. Một bên là người đã giữ vững được văn hóa và tôn giáo trước những đế chế huy hoàng nhất trong lịch sử. Trên đây là lịch sử của Afghanistan. Thật là một quốc gia đáng thương nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Vậy là tính đến nay, các đế chế và siêu cường của thế giới đều đã đặt gót giày đến đây, nhưng chưa có ai là thành công. Ngay cả siêu cường số 1 thế giới cũng đã phải chạy trốn trong nhục nhã. Có ai thắc mắc là tại sao Hoa Kỳ lại thất bại dù đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la Mỹ tại đây không? Hãy cùng xem tiếp video để cùng tìm hiểu nhé. Tại sao Hoa Kỳ thất bại tại Afghanistan? Trước khi tìm hiểu về nguyên nhân Hoa Kỳ thất bại, hãy tìm hiểu về đối thủ của họ trước, Taliban. Chỉ khi bạn hiểu rõ về Taliban để không bị nhồi sọ rằng Taliban là khủng bố thì bạn mới hiểu tại sao họ lại thắng. Quay trở lại với năm 1978, khi Liên Xô mới đổ quân vào Afghanistan, như một quy luật của chiến tranh lạnh, ngay lập tức Mỹ và đồng minh đã hỗ trợ cho các lực lượng quân nổi dậy gọi là Mujahideen và chiến đấu chống lại Cộng hòa Dân chủ Afghanistan do Liên Xô hậu thuẫn. Liên Xô với trang thiết bị hiện đại nhưng cũng giống như những người Mỹ tại Việt Nam 10 năm trước đó, hoàn toàn bất lực trước chiến thuật du kích của quân nổi dậy. Kể từ năm 1980, lượng viện trợ của Hoa Kỳ và đồng minh cho Mujahideen đã lên tới 1 tỷ đô la Mỹ trên một năm. Trong khoảng thời gian từ 1985 đến 1990, một khối lượng vũ khí trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển cho quân nổi dậy. Về phía Liên Xô, cuộc chiến đã tiêu tốn của họ một số lượng khổng lồ lên tới 5 tỷ đô la Mỹ một năm và đã cướp đi sinh mạng của 14.000 lính cùng hàng chục ngàn binh sĩ khác bị thương. Nhận thấy cuộc chiến quá tốn kém và bản thân Liên Xô lúc đấy cũng đang xuất hiện nhiều vấn đề, nên họ đã quyết định rút quân vào năm 1989. Cũng giống như chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của Mỹ tại Việt Nam, khi Liên Xô rút quân, chính phủ do Barack Kama cũng đã suy yếu dần. Mujahideen thì càng đánh càng mạnh dần. Họ dần dần kiểm soát được phần lớn lãnh thổ và khiến cho chính phủ sụp đổ vào năm 1992. Nhưng cuộc chiến thì chưa dừng lại ở đó. Khi có ngoại xâm, người Afghanistan đã đoàn kết để chống lại kẻ thù. Nhưng tới khi kẻ thù bị đập tan, họ lại quay sang đánh lẫn nhau. Hàng trăm lãnh chúa và băng đảng nổi lên khắp đất nước nhằm tranh về càng nhiều quyền lực càng tốt. Cho đến năm 1994, một bước ngoặt đã thay đổi vận mệnh của Afghanistan. Một nhân vật có tên Mohammed Omar, thành viên của Mujahideen từ Pakistan trở về Kandahar và thành lập phong trào Taliban. Taliban là những chiến binh có lý tưởng chiến đấu. Thủ lĩnh của họ, Mohammed Omar, là một giảng viên về triết học, còn Taliban có nghĩa là sinh viên. Đây đều là các thành phần tri thức nhưng vì biến cố mà phải cất bút để cầm súng. Ngay cả như Osama Bin Laden được xem là trùm khủng bố, ông ta là một triệu phú và là một kỹ sư xây dựng. Taliban nếu như không phải là những chiến binh có lý tưởng thì họ sẽ không thể giành chiến thắng. Khi mới được thành lập vào năm 1994, họ chỉ có 50 thành viên, nhưng con số này đã tăng lên theo cấp số nhân trong vòng chưa đầy một năm. Đến năm 1995, Taliban nhanh chóng đánh bại các lãnh chúa và chiếm Kabul, kiểm soát được 95% lãnh thổ. Nếu họ là những kẻ man di chỉ biết cướp bóc và chém giết như Hoa Kỳ mô tả, thì liệu dân chúng có ủng hộ họ và họ có được thành công như vậy không?
Tuy nhiên, Taliban đã quên mất một điều quan trọng, đó là tôn giáo. Tại Afghanistan, 85% dân số theo dòng Sunni, Taliban cũng là Hồi giáo dòng Sunni, và chỉ 15% là theo dòng Shia. Đa số những người Hồi giáo theo dòng Shia không phục tùng Taliban đã thành lập một lực lượng riêng có tên là Liên minh Phương Bắc và kiểm soát 5% lãnh thổ còn lại. Khi Taliban đang nắm quyền thì vấn đề này không đáng bận tâm vì trong mắt họ lúc đấy, cái Liên minh Phương Bắc kia thích gặt lúc nào cũng được. Năm 2001, sự kiện 11 tháng 9 xảy ra đánh dấu một bước ngoặt mới. Osama Bin Laden bị sướng tên. Bin Laden lúc này đang trốn dưới vòng tay bảo vệ của Omar. Giáo sĩ Omar đã từ chối giao nộp Bin Laden cho Mỹ. Vậy là Mỹ đã không kích, giành chiến thắng và chiếm đóng Afghanistan. Và ở đây, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Liên minh Phương Bắc đương nhiên đứng về phía những người đã đuổi Taliban ra khỏi Kabul. Liên minh này sau khi tan rã đã tham gia vào chính quyền địa phương do Mỹ dựng lên. Tuy nhiên, Mỹ lại đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Họ có thể lấy được đất nhưng không tiêu diệt được ý chí mà Taliban là đại diện. Các bạn thử nghĩ xem, dân tộc đa số sẽ không bao giờ chấp nhận bị dân tộc thiểu số cai trị. Hơn nữa, lại còn là chính quyền được ngoại bang dựng lên. Taliban đã được người dân bao bọc và tiến hành chiến tranh du kích để chống lại Hoa Kỳ. Mọi thứ dần rơi vào một vòng luẩn quẩn. Hoa Kỳ tấn công, chiếm một thành phố, Taliban sẽ dùng chiến tranh đô thị để chống đỡ. Khi Hoa Kỳ chiếm được thành phố, họ cần chuyển quân và hậu cần đến đây. Taliban sẽ tiến hành phục kích đoàn xe, khiến con đường tiếp tế trở nên nguy hiểm. Hoa Kỳ không được tiếp nhận đầy đủ sẽ buộc phải rút đi, Taliban sẽ kiểm soát trở lại. Điều này diễn ra liên tục trong vòng 20 năm. Còn nếu các bạn hỏi tại sao Taliban lại làm như vậy thì đơn giản thôi. Quan trọng là lòng dân thuộc về ai. Như đã nói ở trên, Hồi giáo Sunni do Taliban đứng đầu chiếm đa số ở Afghanistan nên việc người dân đứng về phía họ là điều hiển nhiên. Không những vậy, Hoa Kỳ đã lặp lại sai lầm mà họ mắc phải ở Việt Nam hơn 30 năm về trước. Viện trợ bừa bãi đã tạo ra một sự tham nhũng khủng khiếp. Cùng với đó là việc ném bom vô tội vạ. Ước tính có khoảng 170.000 dân thường là nạn nhân của các phi vụ ném bom của Hoa Kỳ. Còn việc để có tiền hoạt động thì đơn giản thôi. Tại Afghanistan, cây anh túc được trồng tràn lan bởi những người nông dân. Và Taliban đã dựa vào việc buôn bán chất cấm để kiếm rất nhiều tiền. Thậm chí còn trở thành nơi xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất thế giới. Ước tính 80% thị trường Hoa Kỳ và 100% thị trường châu Âu về chất này có xuất xứ tại Afghanistan. Với những điều đó, người Mỹ dần dần nhận ra mình đang bước vào một Việt Nam của thế kỷ 21 và họ đã quyết định phải làm gì đó để thoát khỏi mớ hỗn loạn này. Hoa Kỳ và Taliban đã bắt đầu đàm phán từ năm 2020 và đạt được thỏa thuận Doha. Nó không khác gì một pha ôm con bỏ chợ khi Hoa Kỳ và Taliban bắt tay nhau chống lại IS và Al-Qaeda. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ được rút quân trong danh dự. Tháng 5 năm 2021, Tổng thống Joe Biden tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi Afghanistan. Ngay sau đó, Taliban đã mở một cuộc tấn công và chiếm được 1/3 lãnh thổ của Afghanistan. Ngày 21 tháng 7 năm 2021, sau khi lính Mỹ rút hết, Taliban tuyên bố đã chiếm được 85% lãnh thổ. Tuy nhiên dù là như vậy, các nhà bình luận quân sự dự đoán phải đến cuối năm 2021 thì Taliban mới kiểm soát được Kabul. Lý do là vì dù Hoa Kỳ đã rút quân thì chính phủ Kabul vẫn còn có quân số đông áp đảo, 300.000 so với hơn 80.000 quân của Taliban. Nhưng Taliban sau đó đã cho họ một pha quê không thể tả được. Khi chỉ 2 tuần sau, chiếc trực thăng cuối cùng của Hoa Kỳ đã cất cánh khỏi đại sứ quán tại Kabul. Taliban tuyên bố chiến thắng từ bên trong dinh tổng thống. Cuộc thánh chiến kéo dài 20 năm đã kết thúc. Afghanistan trở về với đúng chủ nhân mà nó đáng phải thuộc về. Đó chính là người Afghan. Lịch sử không có đúng sai. Và thậm chí đúng sai cũng tùy thuộc vào lăng kính đứng đầu này đầu kia của bạn. Sau cùng, lịch sử được sinh ra để soi chiếu và học hỏi, để nhìn qua những khung hình khác nhau và đưa đến nhận thức đúng đắn nhất, hướng về cái chân thiện mỹ. 2.000 năm đỏ lửa và chứng kiến sự tháo chạy của 6 đế chế, Afghanistan như muốn nói với thế giới rằng: hãy để chúng tôi yên, các người không thể làm gì được ở vùng đất này đâu. Afghanistan là một quốc gia mà mọi chiến thắng ban đầu chỉ có thể gọi là tạm thời, và chiến thắng cũng sẽ trôi nhanh như khi nó tới để đón nhận sự thất bại. Những dạng núi treo leo, những con người Hồi giáo với đôi mắt lịch sử sẽ trả lời cho các đế chế.